Đã đến giờ, xin một lần nữa xin kính mời quý vị lãnh đạo, quý vị khách mời cũng như các bạn thanh niên và gia đình của các bạn thanh niên tiến vào chỗ hội trường chúng tôi đã dành dọn để chúng ta tham dự cái buổi lễ giao quân của xã Càng Đăng năm 2019. Một lần nữa xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội chạy. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói, một năm bắt đầu từ mùa xuân, cuộc đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Vâng, mỗi khi xuân về, những hạt mưa xuân lất phất bay, cỏ cây hoa đá đang hồi sinh trở lại, thiên nhiên đang chuyển mình tạo nên một bức tranh rất là xinh đẹp. Và đây cũng là lúc tuổi trẻ cả nước tiếp bước truyền thống cha anh để cống hiến cho tổ quốc. Tổ chức hội chạy nhằm tuyên dương sâu rộng ý nghĩa lịch sử trên tinh thần sẵn sàng tham gia nhập ngũ của đông đảo thanh niên xã nhà. Mong rằng các bạn tân binh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, nâng cao ý thức rèn luyện, nâng cao tinh thần tự giác, tự tu dưỡng đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, thực hiện nghĩa vụ quân sự, trách nhiệm và xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua thời gian tích cực chuẩn bị về mọi mặt nhằm thể hiện được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, và đó cũng là lý do chính của buổi lễ hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Về dự với buổi lễ hội chạy hôm nay, chúng ta được hân hạnh được đón tiếp đồng chí thượng tá Hà Minh Đống, trưởng công an huyện Châu Thành, đồng chí Nguyễn Văn Trọng. Về phía lãnh đạo cấp xã, chúng ta trân trọng được đón tiếp đồng chí Trần Phú Hào, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy xã Càng Đăng, đồng chí Trần Đặng Hồng Phước, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Càng Đăng và cũng là đồng thời chủ tịch hội đồng tiểu quân quân sự xã Càng Đăng, đồng chí Trần Đăng Khoa, phó chủ tịch trưởng ban hội chạy giao quân năm 2019, cùng các đồng chí là thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, các đồng chí là trưởng phó các ban ngành đoàn thể xã, các đồng chí là trưởng phó ban ấp, các bạn đoàn viên thanh niên cùng hơn 27 gia đình và thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an năm 2019, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Và sau đây đại diện cho ban tổ chức, chúng tôi xin được thông qua chương trình của buổi lễ khai mạc hội chạy giao quân xã Càng Đăng năm 2019. Ủa tài, có trên máy của anh không? Không. Lễ khai mạc hội chạy giao quân xã Càng Đăng năm 2019 gồm có những nội dung chính như sau. Phần thứ nhất, phần thứ ba, chúng ta sẽ được nghe phát biểu khai mạc hội chạy. Phần thứ tư sẽ thông qua quyết định thành lập ban tổ chức, ban giám khảo. Phần thứ tư, tiết mục Múa Hồn Sen Việt do trường trung học cơ sở Càng Đăng thực hiện. Phần tiếp theo là phát biểu nhắn nhủ dặn dò thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2019. Phần tiếp theo là phát thưởng trò chơi và công bố kết quả cũng như phát thưởng các cọng chạy đẹp. Và cuối cùng là phần sinh hoạt tập thể và đốt lửa dạy. Đó là toàn bộ chương trình của lễ khai mạc hội chạy giao quân của xã Càng Đăng năm 2019. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Kính thưa quý vị, kính thưa các vị khách quý và kính thưa toàn thể hội chạy. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và mời lên lễ đài đồng chí Trần Đăng Khoa, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã và trưởng ban tổ chức hội chạy giao quân xã Càng Đăng năm 2019 lên phát biểu khai mạc hội chạy. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Hà Minh Đấu, trưởng công an huyện Châu Thành. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Trọng, phó chủ tịch hội liên hiệp thanh niên huyện. Kính thưa đồng chí Trần Phú Hào, huyện Quý Viên, bí thư đặc ủy xã Càng Đăng. Kính thưa đồng chí Trần Đặng Hồng Phước, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Càng Đăng. Kính thưa các đồng chí đại diện các ban ngành đoàn thể và các ấp của xã Càng Đăng,
cùng các bạn thanh niên thân mến. Trước tiên, thay mặt lãnh đạo xã, tôi xin gửi đến quý vị đại biểu cùng tất cả các bạn thanh niên đại diện cho tuổi trẻ xã Cần Đăng và gia đình có mặt tại hội chợ hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị đại biểu cùng các bạn đoàn viên thanh toàn dân toàn quân ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Song các thế lực thù địch phản động vẫn không từ bỏ âm mưu thực hiện các chiến lược diễn biến hòa bình nhằm chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. Do đó, nhất định chúng ta không được lơ là, mất cảnh giác. Chúng ta phải chuẩn bị đủ thế và lực để sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu ý đồ của kẻ thù. Để làm được điều đó, chúng ta phải xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam thật vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, nhằm tạo không khí vui tươi để động viên, khích lệ các bạn đoàn viên thanh niên hăng hái lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã chủ trương tổ chức hội chạy giao quân năm 2019. Hội chạy là dịp để các bạn đoàn viên thanh niên có dịp giao lưu, tạo mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hội chạy toàn quân có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước, những người đã sống chiến đấu và hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Qua đó, giáo dục truyền thống hào hùng của dân tộc, truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam, nâng cao nhận thức và lòng tự hào, xây dựng ý thức trách nhiệm cho thanh niên trong việc thi hành nghĩa vụ quân sự và tạo sự vui tươi phấn khởi cho đoàn viên thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc hội chạy giao quân xã Cần Đăng năm 2019. Xin kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu và bà con nhân dân. Chúc các bạn tân binh, đoàn viên thanh niên, xã nhà mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chúc hội chạy thành công tốt đẹp, trân trọng kính chào. Hôm qua quyết định thành lập ban tổ chức hội chạy giao quân năm 2019. Và để tranh thủ thời gian, chúng tôi xin không thông qua căn cứ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban nhân dân xã Cần Đăng quyết định về việc thành lập ban tổ chức hội chạy giao quân năm 2019. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cần Đăng quyết định điều 1 thành lập ban tổ chức hội chạy giao quân năm 2019 gồm các ông bà có tên sau. 1. Đồng chí Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cần Đăng, trưởng ban. 2. Đồng chí Hà Thanh Hồng, Chỉ huy trưởng quân sự, Phó trưởng ban thường trực. 3. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Bí thư xã đoàn, Phó trưởng ban. 4. Đồng chí Nguyễn Thế Lữ, trưởng công an xã, thành viên. 5. Đồng chí Võ Thành Thuận, cán bộ văn hóa, thành viên. 6. Đồng chí Đỗ Thị Gấm, đài phát thanh, thành viên. 7. Đồng chí Dương Thị Kim Loan, kế toán, thành viên. 8. 5 đồng chí là trưởng năm ấp, làm thành viên. Điều 2. Ban hỗ trợ, ban tổ chức hội chạy giao quân năm 2019 của xã có nhiệm vụ như sau. 1. Xây dựng kế hoạch phối hợp và tổ chức hội chạy giao quân năm 2019 vui tươi, tiết kiệm, đảm bảo đúng thời gian, làm tốt công tác tuyên truyền, tạo khí thế thi đua yêu nước, làm nguồn nội lực thúc đẩy tinh thần thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự. 2. Tổ chức hội chạy giao quân năm 2019 chặt chẽ với các chương trình văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian và tạo sự cuốn hút thanh niên và nhân dân trên địa bàn xã. 3. Có kế hoạch đảm bảo an ninh trong suốt quá trình diễn ra hội chạy giao quân năm 2019. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cán bộ văn phòng, thống kê, cán bộ, công chức tài chính, kế toán, thủ trưởng các đơn vị có liên quan, các ông bà có tên ở điều 1 chịu quyết định
chịu thi hành quyết định này. Chủ tịch Trần Đặng Hồng Phước đã ký. Và tiếp theo, chúng tôi xin được thông qua cái quyết định thành lập ban giám khảo chấm cổng chạy hội chạy giao quân xã Càng Đăng năm 2019. Phó chủ tịch của ban giám xã, trưởng ban tổ chức hội chạy giao quân làm trưởng ban. Hai, mời đồng chí Trần Phú Hào, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy xã Càng Đăng làm thành viên. Ba, mời đồng chí Nguyễn Văn Trọng, ủy viên thường vụ huyện đoàn, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Châu Thành, huấn luyện viên cấp 1 của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam làm thành viên. Điều 2, ban giám khảo có nhiệm vụ chấm điểm các cổng chạy và tham gia hội chạy giao quân xã Càng Đăng năm 2019 dân chủ, công bằng, khách quan, trung thực và chọn ra cổng chạy đẹp nhất để trao giải và tự giải tán sau khi hội chạy kết thúc. Điều 3, văn phòng xã đoàn và các đồng chí có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có lực kể từ ngày ký. Hai cái quyết định rất là quan trọng trong cái hội chạy hôm nay. Đề nghị hội chạy chúng ta một tràng pháo tay để tặng cho chúng ta vừa thành lập được hai cái là thông qua hai quyết định rất là quan trọng. Và sau đây để trở lại với cái bầu không khí. Và sau đây chúng tôi xin được giới thiệu một tiết mục mà phải nói đã đầu tư rất là nhiều công sức và kể cả tiền của Quân. Các bạn biết tiết mục gì chưa? Quân đó là một bài múa, một tiết mục múa rất hay đến từ đường trung học cơ sở. Này, chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Kính thưa đồng chí Hà Minh Đấu, trưởng công an huyện Châu Thành. Kính thưa đồng chí Trần Phú Hào, bí thư đảng ủy xã. Kính thưa quý vị đại biểu cùng tất cả các em thân mến, trong không khí phấn khởi đón những ngày đầu xuân kỷ hợi 2019, hôm nay hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Càng Đăng long trọng tổ chức hội chạy giao quân xã Càng Đăng năm 2019 nhằm thể hiện sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đến các đoàn viên thanh niên ưu tú là con em của quê hương Càng Đăng anh hùng chuẩn bị lên đường nhập ngũ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thay mặt hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Càng Đăng, tôi xin biểu dương tinh thần của các em tân binh đã thấy được trách nhiệm của bản thân đối với đất nước. Các em đã chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về lực nghĩa vụ quân sự trên tinh thần hăng hái tình nguyện nhập ngũ năm 2019. Kính thưa quý vị đại biểu cùng tất cả các em tân binh thân mến, chấp hành và thực hiện lực nghĩa vụ quân sự để xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân Việt Nam và để bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ, mà trong đó thanh niên được xem là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bởi đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Hôm nay các em chuẩn bị bước vào hàng ngũ của quân đội nhân dân, công an nhân dân Việt Nam anh hùng. Các em là niềm tự hào của gia đình, của quê hương Càng Đăng, bởi vì các em đã hội đủ các yếu tố như phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe. Do đó các em phải phấn khởi lên đường nhập ngũ trong đợt tuyển quân năm 2019. Đây là kết quả có sự đóng góp tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm của cấp ủy, sự chỉ đạo chặt chẽ của hội đồng nghĩa vụ quân sự, các cơ quan chuyên môn, vai trò của ủy ban mặt trận tổ quốc cùng các đoàn thể và gia đình đã giáo dục động viên con em mình có nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Kính thưa quý vị cùng các em tân binh thân mến, truyền thống đấu tranh anh dũng, những hy sinh cống hiến của cán bộ và nhân dân xã Càng Đăng đã được đảng nhà nước đánh giá cao và tặng thưởng danh hiệu cao quý, đó là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tiếp bước truyền thống cách mạng của quê hương trong thời kỳ đổi mới, đảng bộ nhân dân xã đã nhanh chóng bắt kịp cùng cả nước thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của đảng, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, từng bước cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, không ngừng tăng cường và củng cố quốc phòng an ninh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách đền ơn đáp nghĩa, chính sách đối với người có công. Trong những năm qua, đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Càng Đăng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng cao.
Lớp thanh niên Càng Đăng hôm nay khi chuẩn bị lên đường nhập ngũ làm truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Càng Đăng luôn mong muốn tin tưởng các em thanh niên chuẩn bị là chiến sĩ của quân đội nhân dân, công an nhân dân, thực hiện đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân đối với quê hương đất nước. Dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải đoàn kết, khắc phục khó khăn, toàn tâm, toàn ý, phấn đấu, rèn luyện, vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng đối với tổ quốc. Trong học tập, huấn luyện đỡ nhau cùng tiến bộ để trở thành cán bộ trong quân đội và lực lượng công an nhân dân. Và nhiều em sẽ được đứng trong hàng ngũ của đảng khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Các em là cán bộ ở địa phương để tiếp tục góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, gia đình và người thân đang chờ đón những thành tích của các em thanh niên xã nhà. Chúc các em tân binh năm 2019 mạnh khỏe, chuẩn bị một tinh thần tốt nhất để chúng ta sẽ là những thanh niên ưu tú lên đường thi hành lịch nghĩa vụ quân sự. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và vừa rồi chúng ta vừa nghe đồng chí Trần Đặng Hồng Phước đã có lời nhắn nhủ với tất cả các tân binh của chúng ta, mong rằng các em sẽ làm tốt cái nghĩa vụ quân sự của mình. Và nhân ngày hội trại hôm nay thì vào buổi chiều nay thì ban tổ chức cũng có tổ chức một số trò chơi dân gian để đưa tiễn tân binh. Và tân binh thì tham gia phải nói là rất là nhiệt tình, rất là nhiệt tình, rất là sôi nổi và năng động, làm cho cái buổi trò chơi của chúng ta đạt kết quả rất là tốt. Đề nghị chúng ta tặng cho tất cả các tân binh chúng ta một tràng pháo tay vì tinh thần tham gia trò chơi rất là tốt. Và sau đây là kết quả, sau đây là kết quả những trò chơi. Những đội nào có tên trong danh sách giải thưởng thì xin mời đội đó tiến lên phía trên. Một là chúng ta đã tổ chức trò chơi cùng nhau xung trận. Dễ nhất là ấp Càng Thới. Đội đã có đạt thành tích cao, chúng ta tiến lên phía trên. Mời ba đội chúng ta tiến lên phía trên. Xin một tràng pháo tay thật lớn đi ha. Dễ nhất ấp Càng Thới, dễ nhì ấp Càng Thẳng, dễ ba ấp Quả. Xin mời ba đơn vị ba ấp của tên tôi tiến lên phía trên. Ấp đã có thành tích tốt nhất trong trò chơi tấn công đồn địch. Các chạy ta tự nhiên bắt đèn đi cho mùa hông chia bớt cái gì để mùa hông lên đây không nè. Bây giờ các chạy cứ việc bắt đèn lên đi. Quang chú qua lửa đạn hạng nhất qua B, hạng nhì qua A, hạng ba Càng Thới. Xin mời ba đơn ba ấp chúng ta tiến lên phía trên. Và xin mời ông Trần Phú Hào, bí thư đảng ủy xã Càng Đăng sẽ lên trao giải thưởng này. Xin kính mời. Qua một tràng vàng. Bây giờ tới cái phần rất quan trọng. Và như quý vị lãnh đạo cũng như tất cả các bà con
chúng ta ngắm một lượt. Mời các chạy mở đèn lên đi ạ. Tới cái phần chạy. Vâng, đề nghị bà con mình ngắm một lượt qua 6 tiểu chạy. Chắc có lẽ bà con thắc mắc tại sao mà tới 7 mà có 6 không? Trừ chạy chỉ huy ra. Trừ chạy cái chạy chỉ huy nó quá đẹp rồi phải không? Trừ ra. Cho nên là còn lại 6 chạy. À, 6 tiểu chạy. Mời bà con mình với các thanh niên cái dân đạo ngắm qua một lượt và chúng tôi sẽ công bố kết quả ngay sau đây. Trước khi công bố kết quả thì xin mời đại diện của 6 tiểu chạy chúng ta lên phía trên ạ. Xin mời đại diện của 6 tiểu chạy chúng ta bước lên phía trên. Đại diện hả? Quay hoài giống nổi. Cắm mọi thứ sang nhượng. Mời sau đổi nữa, một chạy nữa đâu. Nãy giờ tôi thấy mới đây là mới có 5 thôi. 5 này là 5 của 5 áp thôi. Còn trung học phổ thông. Và chúng ta nhìn ngắm lại 6 người chỉ huy đã chỉ huy xuyên suốt trong 2 ngày để hoàn thành được cái tiểu chạy đẹp như thế này. À, nếu mà không có gầy, nếu mà thời tiết không có gầy còn đẹp nữa. Tại vì có gầy cái thấy nó hơi không có ai mà giờ mà vô chạy chứ. Gầy quá phải không? Bây giờ là tại vì cái mùa này là phải chịu vậy thôi, phải không? Bây giờ nhìn ngắm lại 6 gương mặt đã chỉ đạo rất xuất sắc để làm nên cái chạy phải nói là rất là tuyệt đẹp, phải không? Ban giám khảo cũng rất dễ nhì, hay dễ ba và giải khuyến khích. À, theo tâm sự của ban tổ chức đó là nếu mà cho giải nhất hết là phải có tiền là cho giải nhất hết, là thống nhất cho giải nhất hết luôn. À, nhưng mà do là cuộc thi nào, cuộc chơi nào cũng có là phần nhất hết, nhất nhì và các giải thưởng để phân định được. Xin mời áp Càng Thới, áp Càng Thận. Đây là hai giải khuyến khích của hội chạy hôm nay. Một tràng pháo tay. Tiếp theo hai giải đồng hạng ba. Xin mời ấp Vĩnh Hòa B. Xin mời An Thuận tiến lên hai bước. Xin lên chút nữa. Đây là hai giải đồng hạng ba của hội chạy hôm nay. Đề nghị một tràng pháo tay đi, chúc mừng. Đỡ rồi, cẩn thận với cẩn thận rồi. Thôi đọc, đọc lại. Đồng giải ba, ấp Vĩnh Hòa B, ấp Càng Thạnh. Xin lỗi ban tổ chức, lỗi các đơn vị. Lão có buồn sao? Quan Hòa, xin mời ấp Càng Thạnh chúng ta tiến lên một bước. Ấp Càng Thạnh đâu? Xin mời tiến lên phía trên. Đây là chạy đạt giải nhì của hội thi hôm nay. Đề nghị một tràng pháo tay. Và còn lại là ấp Càng Thới đạt giải nhất của hội thi hôm nay. Đề nghị ấp Càng Thới tiến lên phía trên. Và một lần nữa xin kính mời ông Trần Đăng Khoa, trưởng ban tổ chức hội chạy chúng ta lên trao những phần thưởng giá trị này cho tất cả các đội đã có thành tích tốt từ giải nhất đến giải khuyến khích của hội chạy tổng quân năm 2019 hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin một tràng pháo tay thật lớn để mừng. Và cảm ơn xin mời của các băng binh đến dự khai mạc hội chạy năm 2019 của xã Càng Đăng. Thank you.
Chuẩn bị. Tôi đâu thầy thấy sai hết trơn rồi. Tôi nói tôi là chỉ có một tay thôi, chừng nào tôi mới hai tay. Ra rồi, ra đâu rồi, nhảy đây bị bắt rồi. Ra đây thì thưởng cho một trò chơi thưởng rất hay. Đâu được chưa, được mấy người rồi? 1 2 1 2 3 4 5. Bây giờ cô Hoàng ơi, kiếm bắp giùm mấy cô nữ giùm cái này cô Hoàng, có mấy cô nữ thêm nữa đây, mấy bạn nữ nghe.